Thưa với quý vị, nếu ta đã chọn con đường tu Phật rồi thì đừng bao giờ tính đến chuyện hơn thua. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Thật sự ra thì Đức Phật, cái chuyện có không còn mất, Ngài không có bận lòng. Mà thậm chí yêu ghét hơn thua Ngài cũng không có ngóng trông như mình. Mình thì sao? Trời ơi, có không còn mất nó bận lòng dữ lắm. Hãy có thì vui, không thì buồn. Được thì vui, mất thì buồn. Khen thì vui, chê thì buồn. Thương thì vui, ghét thì buồn. Nó lạ vậy. Mà sống thì vui, chết thì buồn. Thật sự ra đối với cái người trí á, cái người nãy chúng nói là cái trí đức của Đức Phật á, thì họ không có mong cầu, mong muốn, ham muốn như cái hạnh phúc như mình, những cái hạnh phúc tào lao như mình. Cho nên những cái chuyện khổ đau đối với các ngài nó không có giá trị gì, không có tác dụng gì. Vì mình quá mong cầu cái hạnh phúc thế gian á, có không còn mất á, cái hạnh phúc mà tạm bợ giàu có địa vị công danh. Đừng nên lưu luyến say sưa đó. Xả ly đừng chấp, đừng ưa so bì, đam mê dục lạc mà chi ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên thì hòa hợp sanh ra, hết duyên tan rã, có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không tham, sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Không có ai mà vừa được. Mấy ông mà có 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 10.000 tỷ rồi cũng không có vừa nữa. Cho nên đối với cái người trí ấy, họ không có ham những cái hạnh phúc tào lao như mình. Cho nên những cái chuyện khổ đau tào lao đó cũng không có ảnh hưởng. Còn mình thì sao? Vì mình mong cầu thành công, cho nên mình mới sợ thất bại. Mình ham giàu, cho nên mình mới sợ nghèo. Mình ham đẹp, cho nên mình mới sợ xấu. Chứ nếu mình không ham mình đâu có sợ. Thí dụ như phái đẹp phụ nữ, nhất là người ham đẹp đó nghe, sắp đến ngày lễ Noel hay đi đám cưới hay đi dự tiệc gì đó mà tự nhiên nó nổi một mụn, big problem, vấn đề lớn. Trời ơi, sao mà cái một mụn này không mờ nó cũng tới nữa, mà tới sao mà đúng ngay lúc này sắp sửa đi tiệc rồi mà tự nhiên nổi một mụn. Là vì mấy cô quá ham đẹp cho nên mới sợ cái một mụn nó dữ dội vậy. Gặp mấy ông đàn ông đi, trời xin lỗi quý vị, nổi một hai một ba một ông cũng thấy bình thường. Ông cũng ăn xong ngủ khò mà ông đi tiệc bình thường. Thấy không nè? Vậy mình hiểu được cái nguyên lý là gì? Do mình ham cái này bao nhiêu thì cái nỗi sợ kia nó bấy nhiêu. Thấy không nè? Mình dính mắc bao nhiêu thì sợ mất bấy nhiêu. Ham đẹp bao nhiêu thì sợ xấu bấy nhiêu. Và cuối cùng cái điều quan trọng nhất là do mình ham sống cho nên mình mới sợ chết. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị cứ thử nghĩ đi. Thật sự cái chết nó không có đáng sợ, mà cái đáng sợ là mình sợ chết. Không biết từ đâu mình sợ chết dữ lắm. Mà nếu như đời trước mình không chết thì đời này mình có mặt không? Đời trước mà không có một ông cụ 80 tuổi hay bà cụ 80 tuổi lìa đời thì làm gì có đứa bé trai bé gái sơ sinh kiếp này chào đời. Thấy không nè? Phải có đời trước lìa đời thì đời này mới chào đời. Mà chào đời rồi phải tiếp tục lìa đời chứ không lẽ sống hoài là sao chịu nổi. Thật sự ra quý vị ham nghe nói xin lỗi á. Bây giờ chúng tôi xin ví dụ đi. Quý vị sống 1.000 tuổi rồi quý vị ngán không? Lúc đó muốn chết không được á. Lúc đó lại ngược lại là bắt đầu sợ sống á. Bây giờ sợ chết. Nhưng mà quý vị sống thử 1.000 tuổi cái đầu bắt đầu là ngán quá rồi. Thấy không nè? Bây giờ chúng tôi ví dụ khác đi. Bây giờ thí dụ như cái tỉnh Đồng Nai này đi.
đất đai bây giờ nó đang sốt giá dữ lắm. Mà bất chợt bây giờ có ai nghe mà có được cái thần thông phép thuật nào đó mà lội hết, gọi là mấy triệu người, chắc cũng cả chục triệu người á, đó ở Đồng Nai này, đi ra cái tỉnh khác ở đi, cho một mình ở trong cái tỉnh Đồng Nai này. Mình muốn ở Biên Hòa thì ở, muốn ở Phước Tân thì ở, muốn về Long Thành thì ở, ở mình thôi, chịu không? Đất của mình không đó. Sao? Lúc đó là sao? Bây giờ đây ngồi mày ham từng miếng đất, từng tước đất, từng xào đất, ham đi. Bất chợt bây giờ nếu như có cái người nào đó họ có cái khả năng đó, họ cho mình, cho mình nguyên một cái miếng đất bằng cái tỉnh Đồng Nai luôn nè. Mình ở mình á, tối mình muốn ngủ ở Biên Hòa thì ngủ, muốn về chùa Pháp Bảo ngủ cũng được, muốn sang chùa Tam Phước ngủ cũng không sao, của mình mà. Rồi quý vị thấy sao? Một mình nghe, của mình mà, mình mà. Lúc đó quý vị còn muốn không? Đó, thấy không? Có người mình nó ngộ vậy đó. Tự nhiên bây giờ cái sợ chết, mà cho sống 1000 tuổi lúc đó, cái lúc đó là gọi là sợ sống à, chứ không sợ chết nữa. Mâu thuẫn, có người thật mâu thuẫn. Trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành, làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại, nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận, nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Thật sự thì chúng tôi nói cái câu mà mình chưa sống bao giờ là nói theo lý Phật đó. Đức Phật Ngài nói rằng chỉ có người chánh niệm mới là sống nha. Chánh niệm tức là người tỉnh thức đó, biết làm chủ được thân tâm mình đó, làm chủ được cảm xúc của mình, thì mấy người đó mới gọi là cái người đang sống. Còn cái người thất niệm, phóng dật, dễ vui, đam mê trong dục lạc, buông lơi trong thiện pháp mà buông xuôi theo ác pháp, là mấy cái người này là đang chết. Mà mình thì làm sao có chánh niệm, toàn là phóng dật khóc, vui theo cảnh không à. Đang vui vậy chút xíu ra về nhà buồn cho mà coi, là phóng dật đó, là không có giữ được cái tâm an nhiên tự tại. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại, mình nuôi theo Phật mà. Dẫu thế nào, nghe cho kỹ nghe, tâm mãi an vui. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi, thực hành lời Phật, đời đời an vui. Hôm nay giảng cái đề tài là Bút Thăng Saranang Gacchami, con về nương tựa Phật. Tức là con về quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Hồi nãy trước bài pháp có hứa để hát tặng quý vị một bài là Xin con giữ trọn đạo màu, được viết theo bài nhạc đời là Xin anh giữ trọn tình quê. Con nay quay về nương tựa thầy quy y, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời qua u phiền tâm con thường luôn dân dương, thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi, nương pháp an vui. Con tri ân thầy bao lời thầy giải khuyên, thực hành siêng năng con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi do xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham,
còn quá si mê. Vui thay đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ tròn năm điều. Dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi, đừng cho tâm đi sai đường. Con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi. Ôi quá mừng vui. Như vậy thì mình nương Phật là mình phải trao dồi cái trí đức. Mà cái trí tuệ ở đây á, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, nó có ba cái loại biết, hay là ba cái loại trí. Cái biết thứ nhất là cái biết của thức tri, tức là cái biết của sáu giác quan, do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu cảnh trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó tạo ra những cái biết. Ví dụ mắt thấy sắc, mình biết, gọi là tâm nhãn thức. Tâm là sự biết cảnh, do mình có con mắt, thần kinh nhãn của mình, do có cảnh sắc, có sự chú ý, để rồi mình xảy ra một cái biết do con mắt sinh ra, gọi là tâm nhãn thức. Cái biết do lỗ tai, tâm nhĩ thức. Cái biết do lỗ mũi, tâm thị thức. Cái biết do lưỡi, thân, do là thiệt thức. Cái biết do thân, thần thức. Cái biết do bất cảnh pháp, được gọi là ý thức. Như vậy thì sáu thức này, ai không bị tật nguyền, khiếm khuyết thì đều có đủ sáu cái biết này. Ở đây tất cả chúng ta ai cũng có cái biết thức tri này hết. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng, tưởng tri. Sanh nha, nha nó tức là cái biết này do mình học, mình nhớ có cái biết. Thí dụ tại sao một vị bác sĩ chuyên khoa mà biết mổ xẻ, biết băng bó, biết này nọ là do họ họ học, họ thực tập, để rồi họ nhớ họ làm lại. Tại sao chúng ta có một cái kiến thức căn bản phổ thông là vì chúng ta đã trải qua 12 năm phổ thông. Tại sao chúng tôi ngồi ở đây mà chúng tôi nói được những lời Phật dạy bởi vì chúng tôi học. Thì từ nãy giờ chúng tôi nói cho quý vị là bằng cái biết của tưởng, tưởng tri. Tưởng tri là nhớ lại. Do mình đi đến học đường từ bạn bè, từ sách vở, mình biết, mình nói. Thì cái biết này gọi là cái biết của tưởng, tưởng tri. Hoặc là do kinh nghiệm, những cái biết mà do mình trải qua. Thí dụ như mình có đi qua cơn mưa, mình mới biết thương ngày nắng là vậy đó. Có đi qua trống vắng thì mới biết cần có nhau, buồn quá rồi, cô đơn quá. Có trải nghiệm nỗi đau thì mới biết cần chia sẻ. Có âm thầm lặng lẽ thì mới biết quý bạn bè. Có thật sự lắng nghe thì mới hiểu được người khác. Nếu mình không thật lòng nghe, lắng nghe thì mình không có hiểu được người ta. Hôm nay quý vị cũng phải thật lòng lắng nghe chúng tôi nói thì quý vị mới hiểu chúng tôi nói những cái gì. Chứ quý vị mà ngồi mà cứ không thật lòng, không có nghe thiệt tình, mà ngồi mà cứ ngó trời ngó đất, ngồi không biết nói cái gì. Thấy không nè, ý nó lạc mất tiêu. Như vậy thì cái biết thứ hai là cái biết của tưởng tri. Kể cả các vị giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học đều là cái biết của tưởng, tưởng tri. Và cái biết thứ ba là cái biết của tuệ tri. Thì đây mới gọi là cái biết của nhà Phật. Biết của tuệ tri là gì? Là chúng ta phải thấu triệt, phải tin sâu về nhân quả.
Thứ hai là chúng ta phải thấu triệt được tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã của thế gian. Chúng ta phải thấu được cái bản chất thật của thế gian là vô thường, đưa đến chỗ hoại diệt. Thế gian là vô hộ, vô chủ. Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian là thiếu thốn, bất mãn và nô lệ cho tham ái. Cái người mà thấu triệt được hai vấn đề này thì cái người đó được gọi là có tuệ tri. Thí dụ, một vị bác sĩ rất giỏi, học phải là 8 năm hay gì đó nghe. Mấy cái kia 4 năm nhưng riêng bác sĩ phải 8 năm, phải thực tập thêm vài năm gì nữa mới trở thành một vị bác sĩ giỏi. Nhưng mà cái ông bác sĩ này ông thiếu cái y đức, ông không có tâm. Ông khám bệnh thì sơ sài, mà ông lấy tiền thì nhiệt tình. Như vậy thì theo quý vị, ông bác sĩ này có tuệ tri không? Đó, ông không biết nhân quá. Ông gieo cái gì? Thiện nghiệp hay là ác nghiệp? Ông gieo nhân lành hay nhân ác? Ông gieo nhân xấu không à, nhân ác không à? Thiếu cái y đức mà. Lương y như từ mẫu mà cái này lương y như gì ghẻ rồi sao được? Không có chút cái lời thề của Hippocrates đâu hết. Ông thấy tiền thôi chứ ông không thấy bệnh nhân là gì. Cho nên cái ông này ông gieo nhân không lành, nhân xấu, nhân ác. Thì theo quý vị, ông này chỉ có cái tưởng tri thôi. Quá giỏi, học mà nhớ mà làm được một vị bác sĩ giỏi đâu phải là cái tưởng nó mạnh lắm à. Quý vị mà học bài mau nhớ là cái người đó là cái tưởng tri lớn lắm à. Cái trí mà về tưởng tri. Còn người hay quên là thôi là cái tưởng tri yếu. Giống như một cái bài mình học mà ta học chừng một tiếng đồng hồ thuộc, mình học cả ngày không thuộc. Là vì cái tưởng của mình nó quá yếu. Tưởng là gì? Là nhớ lại cái cảnh cũ, trạng lại hình ảnh. Giống như mình nhìn mình cái một cái bài kinh mình đọc, mình đọc xong rồi bây giờ mình nhắm mắt lại mình đọc lại, là cái người nào mà cái tưởng nó mạnh á, sanh nha là trạng lại hay nhớ lại nó mạnh á. Thật sự ra cái người mà mình tạm gọi là cái người có trí nhớ siêu á, là thật sự là cái tưởng họ rất là mạnh. Họ chỉ cần nhìn phớt qua một cái rồi á nghe là họ nhớ, chứ không phải là họ có trí tuệ. Họ chỉ là cái trí nhớ thôi, là cái tưởng tri họ mạnh thôi. Còn cái tuệ tri của nhà Phật là chúng ta nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính thứ nhất là nhân quả nghiệp báo. Mà ai mà nhìn được như vậy thì người đó sẽ bớt đi cái sự than phiền quán trách, bớt đi cái sự trách móc. Bây giờ mình trách móc dữ lắm, trách đời, rồi trách cha mẹ, trách gia đình, trách xã hội, trách bản thân, trách đủ thứ. Mà cái người hiểu nhân quả thì họ không có trách. Người ta giàu là phước của người ta, mình nghèo là nghiệp của mình. Người ta mạnh khỏe là phước của người ta, còn mình bệnh hoạn ốm đau là nghiệp của mình. Kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành. Kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Đó rõ ràng. Có gì đâu buồn. Cái người mà buồn là cái người này chưa có thấu triệt được cái nhân quả. Mà Đức Phật thì Ngài nhìn bằng qua cái lăng kính đó không, chứ Ngài không có nhìn bằng cái hiện thực. Mình thì nhìn hiện thực lắm. Thấy ai giàu cái mình thích, ai đẹp cái mình thương, còn ai nghèo, ai xấu cái mình không thương. Rồi cái trở qua những người đi chùa cái bắt đầu đổi lại, thấy người ta nghèo mới thương, giàu cái không thích. Nghèo đến chi vậy? Mình đi làm phước. Thấy ta bệnh á thì mới đến thăm viếng được. Mà lúc tao khỏe không thèm dòm. Có cái bà vợ đó, có ông chồng bệnh, ông bệnh là liệt giường liệt chiếu thở oxy nè. Bà vợ nói anh ráng ăn lên uống thuốc vô khỏe đi, về chửi em cũng được đó. Bởi vì anh mà chửi em là em biết anh khỏe. Ông nói chửi gì nói, thở còn không nói đây mà chửi gì.
Nhưng mà khi mà ông khỏe, ông nói một câu cái là giận hờn tùm lum, ông chửi tôi há rồi sân si. Ngọt ngược không? Mình chưa biết đạo. Mình chưa biết đạo á, mình không hiểu á, thì ví dụ vậy, biết không? Mình không có thích làm từ thiện thì nói, thì mình thấy ai giàu cái mình thích lắm. Nghèo mình không ưa. Không có chơi, chơi với người giàu. Ai đẹp á thì mình thích lắm, mình chơi. Ai xấu mình không chơi. Nói chừng biết đạo vô chùa cái bác sư dạy đi làm phước làm đồ cái bắt đầu làm từ thiện rồi nha. Bắt đầu đi lựa người nghèo á là thương cho. Giúp đỡ, bố thí, từ thiện. Lỡ cái người nghèo mà đi lãnh quà từ thiện của mình đó nghe, mà lỡ đeo vàng ở đầu sân si à. Trời ơi, cái bà mới lãnh quà, bà đi xe ông đa tới. Trời, tôi đi xe ông đa tới mới mừng cho người ta chứ. Chứ mình muốn cho ta khổ không à. Vô tình là mình cứ trù, mình muốn cho người ta phải nghèo, phải khổ, phải đau, phải ốm, rồi phải tận cùng luôn, rồi để mình nhờ giả cái thùng mì với miếng gạo, bà gạo của mình. Nó tào lao cho đó. Thiệt sự chứ mình thấy bà cái lãnh quà của mình mà đeo vàng đỏ tay không mừng đâu mà bực bội à. Trời ơi, cái bà giàu vậy mà đi lãnh quà đó bà. Bà quay qua bà nói tôi giàu phải mừng cho tôi chứ bà tu rồi bà ganh tị tôi vậy. Y chang với cái cô này nè, cô nghe pháp của sư xong nha. Cô cũng thấm lắm. Cô nói hay quá sư ơi, từ khi con nghe được những cái bài giảng của sư con hay quá. Thật sự thì con không buồn vì nhà con nghèo. Con khỏe rồi đó. Nhưng mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu. Trời ơi, cũng như không. Phải vì nó nghèo như con luôn. Chứ bây giờ nó kế bên con mà nó giàu lên là con nghèo là con đâu chịu nổi. Đó, Phật tử mình là cái kiểu đó không á. Lúc mà chưa tu thì thấy ai giàu thích lắm. Ai đẹp thích lắm. Nhưng mà tu rồi cái đi là từ thiện. Thấy không nè, trời ơi cũng thích lắm nha. Quyên góp. Rồi bỏ tiền của ra đi phân phát cho từ thiện cho người nghèo. Mà đến cho người nghèo lãnh quà mà người ta giàu cái chửi à. Trời hôm nay đi không có vui gì hết trơn. Cái bà lãnh quà bảo còn giàu hơn tôi nữa. Trời ta giàu mình phải mừng chứ sao mà mình bực. Thấy không? Cái đó là thấy nó sai sai sao. Rồi cuối cùng á, mình tối ngày mình cứ đi kiếm nghe. Đi tìm kiếm những người nghèo để mình nghèo thiết là nghèo mình mới thích. Trời ơi, hôm nay tôi đi cho được cái chỗ đó, nó nghèo lắm. Nó nghèo mà không thể nào diễn tả được luôn. Trời, thích lắm hả? Giờ kể sư nghe cho nó, ủa mà thích lắm hả? Trời, sư tối ngày sao bà cứ đi tụ cho ta nghèo đó vậy? Phải mong cho ta giàu lên. Kiếm không được cái chỗ nghèo cho là buồn đó nghe. Không được. Như vậy là không đúng. Thứ hai là gì? Là cái tí là gì? Tức là mình phải thấu triệt được tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Cái gì nó cũng vô thường hết. Cái gì cũng có thay đổi hết. Ngộ vô thường thì mình mới buông xả được tánh mặc nhiên. Còn mình không thấy vô thường, mình còn dính mắc dữ lắm. Mình cứ cho là mình là của mình. Con ta tài sản đây là. Nghĩ thế người ngu khổ, chính thân còn không có, còn đâu tài sản đâu. Cho nên cái người nào mà thấm được cái vô thường đó thì người đó, thưa với quý vị, họ cái tâm họ mới buông xả thật sự. Còn mình bây giờ chưa buông theo hoàn cảnh. Thích người ta nghèo để mình buông, mà hãy người ta giàu là muốn lấy lại rồi. Mình thuộc cái dạng gọi là buông mà có điều kiện, hoặc là dùng cái từ là buông mà chưa bỏ. Vì mình còn tham mà, nó rõ ràng. Cho nên bây giờ mới quán làm sao để mình thấu triệt được muôn duyên. Thấu muôn duyên thì không có than phiền quán trách nè. Nó nhẹ nhàng rồi. Bây giờ ngộ vô thường thì mình buông xả được tánh mặc nhiên. Quý vị mà không ngộ vô thường thì quý vị không bao giờ buông xả được. Vô thường là sao? Của cải này, một là nó chia tay mình. Còn đến mình giữ đến cuối đời thì nữa thì mình cũng phải nhắm mắt mà to say goodbye nó chứ. Không lẽ ở đây giữ hoài được. Có mấy ai ngàn năm giữ ở lại cái cõi đời này mà giữ hoài được không? Chúng tôi báo cho quý vị một tin vui nha. 100 năm nữa nha, tất cả chúng ta ở đây và kể cả đứa bé sơ sinh mới ra đời ở đâu đó, mất tiêu hết. Còn những người mà trên thế giới này là giờ họ đang ở đâu, họ chưa xuất hiện. Phải không nè? 100 năm nữa. Đúng 100 năm nữa thời ai mà còn sống 100 nữa thì tất cả các thầy sư quý vị ở đây, tất cả 7 tỷ người trên thế giới này mất tiêu hết.
đi hết, không có ai ở lại đâu mà giữ của cho quý vị đâu. Còn những người mà xuất hiện làm chủ cái địa cầu này, cái đất này đó, cuộc đời này đó, thì những người bây giờ đang ở đâu á, không nè, đang ở đâu á? Xin lỗi quý vị sẽ ngồi mình suy nghĩ được 100 năm nữa, 100 năm nữa nhanh lắm, là tất cả chúng ta và kể cả 7 tỷ người trên thế giới này biến mất hết, không có ai còn ở đây đâu nữa, mà hơn thua làm chi cho nó mệt, giành giật làm chi, thấy không, giành nhau giữ làm chi cho nó mệt, mất hết đó, nghĩ vậy đi cho nó khỏe. Còn những người mà làm chủ cái cuộc đời này đó nha, làm chủ tất cả những cái tài sản, những cái gì đất đai nhà cửa mà trên thế giới luôn nha, kể cả Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Việt Nam, vân vân và vân vân, 100 năm nữa không còn móng nào, kể cả đứa bé sơ sinh trong ngày hôm nay cũng đi luôn. Nó nhiều khi nó 70-80 nó đi rồi, còn mình thì đi sớm, mình nói 100 cho nên mình trừ hao luôn á chứ. Cho nên là hãy ngộ được vô thường thì mới buông xả tánh mặc nhiên. Sẵn đây tặng quý vị bài hát. Cái này giống như kiếm mối hát vậy. Đời vô thường. Đời vô thường. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lặn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu, mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì, tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Hôm nay đề tài là con về nương tựa Phật. Từ cái câu ba tiếng Phạn là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, là chúng tôi muốn giảng đến ba cái ân đức của Đức Phật. Thứ nhất là tịnh, tịnh đức nha, tam nghiệp phải thanh tịnh nha. Nhớ là phải tam nghiệp thanh tịnh hoàn toàn. Mọi lúc mọi nơi, chứ đừng có lúc thì hiền, lúc thì dữ là nó không được. Để rồi người ta nói là thế gian ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh khùng điên nữa. Rồi là trong ta cũng có anh hùng, trong ta có lúc khùng lúc điên nữa là chết. Ha, lúc thì hiền như ma sơ vậy đó. Lúc thì dữ như bà chằn rồi thôi tào lao nữa. Rồi thứ hai là gì? Trí đức. Và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị có hai cái loại trí, tức là thứ nhất là cái trí thấu được nhân duyên, thì bớt than phiền quán trách đi. Giàu nghèo là nghiệp mỗi người, nhớ như vậy cho nó khỏe, cho nó nhẹ lòng, phải không? Cứ mà so sánh hơn thua bon chen chi, những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên.
Những chuyện ta cần phải quên mà lòng lại nhớ thì gây nên muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh có duyên có nợ, nhục dính bé ban. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng cũng đang khổ sầu đó. Mọi việc chớ quá mong cầu, tùy duyên đi đến nhịp cầu buồn vui. Đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiệm màu, cho ta thanh thản mài xào an lành. Thời gian nó hết rồi, sợ khuya quá chúng tôi về ngày mai 3 giờ khuya chúng tôi phải đi Trà Vinh này, thuyết pháp ở dưới đó. Nên hẹn còn cái bi đức thì hẹn bên nào giảng một bài về cái bi đức. Cái từ bi của Đạo Phật nó rộng lắm, nhiều cái vấn đề để giảng lắm ha. Và cũng có nhiều cái bài hát về lòng từ bi lắm. Hẹn quý vị một lần sau. Quý vị biết tại sao mà cứ thiếu nợ vậy không? Ta nói mình làm ăn mà biết giữ mối thì mình cứ thiếu nợ. Chắc chắn là thầy trụ trì phải mời trở lại nữa rồi. Thiếu nợ mà ông phải mời mình lại để mình trả chứ. Thấy không nè? Cái đó là nói theo kinh doanh ở ngoài đó là làm ăn mà biết giữ mối. Chứ mình giảng hết rồi đằng sau đâu có mời nữa. Cho nên quý vị nhớ giùm nghe. Hôm nay chúng tôi giảng ba cái ân đức của Đức Phật. Vậy mình con về nương tựa Phật thì nương tựa cái đó đó. Chứ đừng có nói nương tựa cái này cái kia rồi mạnh lắm. Học theo nương tựa theo cái đó đó. Tu theo Phật là phải như vậy đó. Thứ nhất là tịnh đức. Thứ hai là trí đức. Thứ ba là bi đức. Chúng tôi còn thiếu nợ quý vị một cái là gì? Bi đức đó. Nợ thì phải trả. Thấy không? Trước sau cũng phải trả. Cho nên trả sớm muộn gì cũng phải trả. Thầy cũng nhớ giùm nha. Để cho chúng tôi trả nợ trước khi dứt lời. Trước khi dứt lời thì cho chánh định nói lời trước là niệm ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Bổn Tự, và đặc biệt là toàn thể chư Phật tử gần xa thương mến chánh định đã ở lại đây trên một giờ rưỡi đồng hồ để nghe chánh định chia sẻ bài giảng hôm nay. Bài giảng hôm nay được thành công mỹ mãn là nhờ sự hiện diện của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi tối vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính đảnh lễ và niệm ân trên thượng tọa giảng sư Khả Kính đã đến với hội chúng đạo tràng tăng ni Phật tử chúng con trong khóa tu Con Về Nương Tự Phật lần thứ 13, và những lời thuyết giảng của thượng tọa giảng sư Khả Kính vô cùng thực tế, ứng dụng ngay trong đời sống cũng như ứng dụng ngay trong vấn đề tu tập của tất cả hành giả tu tập ở đạo tràng Pháp Bảo chúng con nói riêng, và tất cả các Phật tử chúng ta đang xem live stream nói chung. Chúng con hứa nguyện Hồng Anh Tam Bảo thì từ gia hộ đến thượng tọa giảng sư Khả Kính được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, mọi Phật sự được viên thành, đạo quả được viên mãn, và mãi mãi là cội cây bồ đề che mát hàng ngầu học của chúng con. Và như thượng tọa giảng sư đã hứa khả thì hôm nay thượng tọa nói về ý nghĩa con về nương tựa Phật, nương tựa vào tịnh đức của Đức Phật, nương tựa vào trí đức của Đức Phật và nương tựa vào bi đức của Đức Phật. Do thời lượng chương trình 90 phút đã hết nên thượng tọa chỉ mới chia sẻ được nương tựa vào tịnh đức, nương tựa vào trí đức của Đức Phật. Và chúng con rất mong muốn vào dịp lễ tuần lễ Phật Thành Đạo chúng con lại một lần nữa được cung đón những bước chân an lạc. Nhưng mà con nghĩ lịch của thượng tọa rất là dài, chắc là trong vòng ngày mai con sẽ đặt lịch trước, búp lịch trước, tại vì sợ lúc đó là bị full lịch. Tại vì chúng ta biết là lịch của thượng tọa rất là nhiều, ví dụ sáng mai phải về Trà Vinh. Dạ, về Trà Vinh của thầy Nhận Hòa ở dưới kia chia sẻ đạo lý, và sáng hôm nay cũng chia sẻ đạo lý ở một nơi khác nữa. Nên chúng con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể để đưa lịch giảng, và con mong thượng tọa về đây trả nợ cho chúng con cái ân đức thứ ba. Dạ, mô Phật. Còn bây giờ để đáp lại tấm lòng của thượng tọa Khả Kính thì chúng con cũng cảm thấy rất là vui mừng, nhưng cũng xen lẫn sự xấu hổ. Tại vì con thấy thượng tọa là giảng thơ rất là hay, đúng không quý vị tử? Có hay không ạ? Dạ, rất là hay. Đối với bản thân con hiện tại con mới thuộc được hai bài thơ thôi. Một bài thơ của sư phụ con và một bài thơ của con sáng tác là hết rồi. Còn bài hát thì chúng con xin thưa với thượng tọa, đạo tràng chúng con thành lập chưa đầy một năm, một bài hát tập hoài không thuộc, nên mỗi lần hát là phải có tài liệu. Nên bây giờ chúng con sẽ gửi tặng đến thượng tọa một ca khúc mà thầy trò chúng con đã tập gần một năm nhưng vẫn chưa thuộc lời. Dạ.
Dạ, xin mời phát tài liệu. Biết không biết vì sao mà thầy trò chúng con giống nhau, kính bạch tường tọa, làm cái gì cũng quay tài liệu hết á. Chắc ai cũng chết hết năm mũi rồi. Covid nó vậy đó. Mình bây giờ cái gì mà quên mình cái đổ thừa cho Covid hết đi. Đi nước ngoài cũng vậy nữa. Phỏng vấn visa mà lên Mỹ hỏi sao lâu nay không đi, hoặc là đi lâu quá không về, nói tại Covid là nó cho giải quyết quá. Với tấm lòng cao cả của tường tọa, giảng sư đã gửi đến đạo tràng chúng con rất là nhiều những cái kiến thức Phật pháp vô cùng quý giá và ứng dụng thực tế. Thì chúng con xin gửi tặng đến thượng tọa giảng sư khả kính ca khúc Tìm Thầy Bao La, để thay cho tấm lòng của chúng con kính gửi tặng đến thượng tọa khả kính ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ rồi, xin mời âm nhạc ạ. Chúng con hát dở nhưng chúng con phải dùng nhạc nền. Dạ. Không thuộc bài mà hay dùng nhạc nền. Chúng ta tự hát lớn nha. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật bao la mười phương, Phật đưa bước con trên đường, đời như bóng mây vô thường, lòng tâm tôi trong đêm trường. Thầy con đứng yên mong chờ, đàn con luôn quanh ngẩn ngơ, dạy con thoát cơn mê mờ, đời con có nơi nương tựa, Phật muôn kiếp con tôn thờ. Thầy là bóng cây yên lặng, để cho con yêu màu xanh, về nương náu nơi thân bình, bỏ qua đắng cay trần gian, đời vui mới tâm chân thành. Nghìn muôn kiếp xin theo Phật, dù gian nan không đổi thay, ngày đông giá sương rơi đầy, mùa xuân có hoa mai gầy, chùa vẫn hát câu sum vầy. Như ấn sao trên trời, thuyền con trôi qua trùng khơi, thầy đưa lối con bên đời, dù cho nói bao nhiêu lời, làm sao hết ơn cao vời. Từ khi đến bên chân thầy, lòng con như chim trời bay, đường giải thoát thân thang này, nguyện tinh tấn suốt đêm ngày, tạo công đức thêm sâu dày. Niềm mơ ước cho muôn đời, lời thầy vang xa nghìn nơi, rồi tia nắng trong tâm người, để người biết yêu thương người, để con đó bao nụ cười. Thầy ơi nói sao cho vừa, tình thầy như mây thần mưa, từ bi mến thương vô bờ, để con sống vui không ngờ, hạnh phúc lớn chưa bao giờ. Một lần
lần nữa chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức Thượng Tọa Giảng Sư Khả Kính. Thành tâm cảm niệm công đức Chư Tôn Đức Tăng Ni đã đến chứng minh và hỗ trợ chúng con tổ chức khóa tu. Cảm niệm công đức toàn thể năm nữ quý Phật tử, chúng ta đã dành trọn vẹn một ngày, một đêm về chùa tu tập trong khóa tu về nương tự Phật. Chúng con ngưỡng nguyện Hồng Anh Tam Bảo thì từ gia hộ đến Thượng Tọa Giảng Sư Khả Kính, đến Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni Khả Kính, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, mãi mãi là con thuyền thanh lương đưa chúng sinh lìa bến mê về với bờ giác. Kính chúc toàn thể nam nữ quý Phật tử hiện tiền cùng gia đình thanh quyến thanh tâm thường an lạc, tinh tấn tu hành và sớm thành đạo quả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Và giờ này chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni Khả Kính và kính mời toàn thể nam nữ quý Phật tử khởi thân hướng về Tam Bảo hồi hướng công đức. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Cũng xin ban tổ chức sau khi chúng ta hồi hướng xong xin chụp một tấm ảnh tập thể lưu niệm. Dạ, một Phật, chúng con cảm niệm công đức Thượng Tọa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.